Bây giờ chị Mai sẽ bắt đầu xỏ huyệt. Xỏ nhân trung nha các bạn. Cái này ở nước ngoài người ta gọi là Medusa piercing. Rồi, cục chuẩn bị bắt đầu. Dụng cụ chuẩn bị đầy đủ rồi. Sợ không? Cái vị trí này gọi là nhân trung nên mọi người rất là sợ. Nhưng mà mình đã sợ rồi và rất nhiều người đã sợ rồi, không sao. Có tay sau mà, có tay sau nhưng có tay trước. Rồi em coi thử cái hộp ở ngay chỗ chấm đi nó coi. Chị Vaseline đi, Phạm Dương. Đây là một cậu bạn đến từ Huệ. Kim nữa. Xong. Đau quá đúng không? Trời ơi, ngày xưa em biết không, nếu mà em coi lại cái clip một của chị xỏ, học trò chị xỏ cho chị là chắc em khỏi dám xỏ luôn á. Không có máu nha. Làm rất là nhanh. Xong rồi. Mời các bạn coi. Rất là đẹp luôn. Đẹp không? Nhưng mà em thích không? Ừ, vậy được rồi. Hãy làm theo sở thích của bạn. Đừng ảnh hưởng tới ai là được.